Em có phản bội chị không? Nó nghe, nó nghe. Kho báo nè. Anh làm gì vậy anh làm? Anh làm gì vậy anh làm? Anh kiếm gì vậy? Anh đã tìm được một vài cái manh mối rồi cho nên anh mới liên hệ với em luôn. Chắc chắn là có liên minh. Đó là nơi đâu có Thùy Tiên đó có Thiên Ngọc. Xạo lắm. Kêu là hả kết hợp với nhau đi mà hỏi tới cái không nói. Tôi cũng muốn chết. Chương trình căng thẳng quá. Bần thầy sân thượng phát sóng chủ nhật hàng tuần từ 27 tháng 10 năm 2024.